Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ test thử mấy cái combo ve chai trong đống ve chai 600 ngàn ha. Thì đây có cái bên 3, bên 2, lót qua nè, hai súc két. Thì cái này mình đã thay tụ rồi ha. Rồi, bỏ nó qua bên này, rồi mình sẽ test nó ha. Đây có combo HX1 nè, kèm 2 GB. Đây có cái bên 2 lớp của anh ha, lớp của anh. Rồi ở đây thì lúc phát công 865. Đây có cái nguồn cổ công chức thật đời xưa ha, chạy mấy cái lót quan nè. Thì nguồn công chức thật hồi xưa thì nặng chạch à, nhưng mà nó chỉ có 90W thôi ha, không biết năm mấy luôn, không biết sản xuất năm mấy luôn, không biết nó còn chạy được hay không nữa. Em test thử ha. Thì cái nguồn này nó chỉ test được lớp quanh thôi, nó chỉ có một chân 20 pin thôi, nó không có chân 4 pin. Rồi để mình cấp nguồn thử ha, để coi quạt nó quay không. Bây giờ mình sẽ lấy cái nhíp mình kích cho nó quay không cái ha. Quạt quay ha, quay khá là mát ha. Để mình đo nó trước khi mình gắn men vô nha. Để thôi mấy cái này nó danh nguồn hay gì đó nó viết men mất công ha. Rồi đo cái bế đo nè, dòng này bế đo nó đo có 2.9V nè ha, hơi thấp nha, không biết là bế đo cấp trước của nó là 5V nha. Rồi để mình chập lại mình đo thử mấy nguồn khác. Hai nè, 11,8 nè, cấp trước nè, 5V nè, 5V ha. Ba quên không thấy nha. Dây màu cam mất tiêu ha, không có nguồn. Chắc nó hư rồi đó. Nó mất 3.3 ha. Rồi bỏ nó đi. Này 3.36 ampere nè, mất tiêu ha. Rồi thì mình sẽ test nó bằng cái nguồn mình đang xài, test sơ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test cái lót quan này ha. Thì cái lót quan này là nó không có Vega on board cho nên là gắn Vega G ha. Đây gắn Vega G. Rồi, gắn cổng USB vô. Rồi nó lên hình không cái.
Mình sẽ gắn cà tét vô cho bạn dễ nhìn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kích nguồn đây. Để kích nguồn nằm đâu. Đây, kích nguồn quạt quay ha. Cháy nhảy cót nè. Coi có chạy không? Chưa thấy lên hình ha. Phím cháy đèn. Có khi cạc chưa ăn ha. Phím lên đèn nhưng mà chưa có xuất hình. Nên mình gắn cái cạc lại ha. Vệ sinh cái chân cạc ấy. Cái men này nó không có Vegaon. Rồi, để anh kết lại cái. Coi coi xuất hình không? Thì có thế à. Chạy là chạy rồi đó nhưng mà chưa thấy xuất hình. Có khi mình chưa chỉnh cái màn hình mình ha. Đây. Intel Celeron MMX H300A MHz ha. RAM 96 MB. Lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt test xe vậy thôi. Này, gỡ ra mà mình test cái khác. Nó còn nhiều món lắm, nhưng mình test cái mới men trước thôi ha. Đây, cái này thì có onboard. Đây, gắn cây thôi. Cái này mình cũng thay tụ rồi hết nè ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn màn hình vô. Coi CPU này là con gì. Rồi chân kích nguồn mình không nhớ nó biết nó chân nào nữa ha. Mò đại đi. Đây, quay ha. Đang để mình gắn cái cặp test vô cái. Cái chân kết nguồn này của nó khó xác định lắm nha. Nó nguyên một dọc gì nè. Gà đại à. Không nhớ chân nào nữa. Đây, bật cái này lại cái. Đây, nhảy cót nha. Đồ cổ. Đây, Intel Pentium 2 400. Con này cao hơn con hồi nãy một chút. Con nãy bên 2 300, bây giờ con này là con nãy Celeron. Con này bên 2 400. 140 nè, gắn cây ra mà. Ok ha. Thì các bạn nào thích mình test cái combo cổ nào thì test kỹ chi tiết ha. Cái này mình chỉ test xe thôi. Rồi, bỏ nó ra bên. Nên test cái H61 này ha. Cái H61 này cũng chạy Celeron nữa. Rồi, gắn lên coi nó chạy không. Thì cái H61 này nó không có cái chỗ gắn cái lo, mình gắn cái lo rồi thử nha. Thì này mình sẽ, nếu mà không kịp test thì mình sẽ test nhiều clip ha. Coi cái men chạy không. Nè, nó báo gam ha. Men báo gam.
Để mình vệ sinh ra làm thử coi chạy không. Còn mấy ổ cứng cổ gắn khe ngoài ha. Rồi. Coi chạy không? Báo gam ha, không nhận gam ha, không biết là gam hư hay là men hư. Giờ mình sẽ kiếm gam khác mình gắn vô. Đây, mình sẽ là gắn cái gam này. Gam này gam mình chạy ok. Rồi, kết lại thử ha. Vẫn báo gam ha. Vậy là cái men này nó có lẽ lỗi gì đó ha. Báo gam không nhận gam ha. Đã thay gam của mình luôn rồi, gam chạy ok á. Rồi, bỏ nó ra một bên ha. Rồi, còn cái combo 865 cổ Phốc Công nè. Ăn thử ra nó chạy không? Con này là 865 nhưng mà sốc két 775 ha. Chạy RAM DDR1. Rồi, gắn cặp test vô. Thì men này nó có báo RAM, để anh coi nó có báo RAM không nha. Men báo RAM nha. Men này mình cũng thay tụ rồi. Để mình gắn RAM thử nó chạy không. Thì bạn nào muốn test chuyên sâu cái combo nào thì nhắn mình ha, để mình biết mình test ha. Đồ cổ xưa rồi. Coi chạy không. Rồi cái tích rồi đó ha. Cháy đèn nè. Rồi, nhấn đèo vô gớt đây. Nóng quá nó chèo tắt máy luôn á. Mình không có gắn tản nè. Đây. RAM 512 2005 mất cà đơ đơ chắc nóng quá. Rồi thì hôm nay mình làm clip như thôi, thì máy nó vẫn đang chạy này ha, nhưng mà mình gắn cái này là nóng quá, mấy con bên chùm nè hay là xe gông gì đó. Rồi thì mình làm clip như thôi, bye bye các bạn. Bạn nào thì muốn test cái nào đó thì mình sẽ test từng món riêng ha.